Chào anh em. Sau clip so sánh về hai con rùa su mua giá 1,5 triệu và 2,2 triệu thì hôm nay clip này mình sẽ kiểm tra cái sự phát triển của hai chú rùa này để đánh giá. Khi mà từ lúc mua về đến bây giờ khoảng 20 ngày rồi, mình chỉ cho ăn rau và cỏ. Ngoài ra chưa có đồ ăn khô. Mà dù gì riết là chưa mua, chưa cho ăn thì chỉ ăn cỏ không. Thì để xem nó phát triển như thế nào. Khi mình mua về thì con nhỏ nó là 4,5 cm, còn con lớn nó là 5,5 cm. Đấy, hai con cách nhau đúng 1 cm. Còn bây giờ thì để xem chúng nó phát triển như nào sau khoảng bây giờ đến hôm nay là 12 là 21 ngày rồi. Thì để xem nó phát triển như thế nào nhé, nó lên được bao nhiêu cm. Mình đo mai mai trên, không đo yếm. Con này 4,5 này, kéo đến đây. Ồ, hiện tại là đúng đến đến đây là 5,3, 5,3, 4,5. Như vậy là lên được 8 cm. Trong vòng 20 ngày lên 8 phân. À, 0,8 chứ, nhầm nhầm. Không phải 0,8 cm. Chết lại, lên 8 cm. Lên 0,8 nhá, còn con to giá 22 triệu này sao? Rất 5,5 này. Khỏe thế. Ồ, con này 6,3. Ồ, con này cũng vậy à? Con này cũng 6,3 này. 6,3. 6,3. Vậy là nó cũng lên được 8 cm. À không, 0,8, nhầm, cứ 8 này. Lên được 0,8, cả hai con sau 20 ngày thì đều lên được 0,8. 0,8 cm. Chỉ ăn rau cỏ, chế độ ngủ với nhau. Ô, thế là phát triển như vậy là nó bằng nhau. Vậy là hai em này cũng phát triển bằng nhau sau 21 ngày. Con 4,5 lên được 0,8 cm. Con 5,5 cũng lên được 0,8 cm, ăn chỉ rau. Chỉ rau và cỏ thôi anh em ạ. Phát triển bằng nhau, đều lên được 0,8 cm. Như vậy là có ổn không anh em nhỉ? Mình cũng mới lần đầu nuôi su nên là không biết là cái sự phát triển này nó có ổn hay không. Tiếp tiếp theo cái video này mình sẽ sau ngày hôm nay mình sẽ mua Mazuji cho nó ăn và để xem là sau một thời gian dùng Mazuji thì nó sẽ phát triển như thế nào. Còn hiện tại thì đợi sau 20 ngày chỉ ăn rau, hai chú này đang lên được 0,8 cm. Không biết là nó phát triển như vậy có đúng, có đạt không hay là đang chậm. Có gì anh em cho mình xin ý kiến ở dưới video nhé. Là như thế này nó đã đạt được cái sự phát triển chưa hay là nên như này là chậm. Hiện tại mình chỉ cho ăn rau muống, rau khoai, các thứ rau mà mình hay mua ăn và cũng cho nó ăn thôi. Ngoài ra cũng chưa cho nó ăn thêm sơn hào hải vị hay gì cả. Rất mong nhận được ý kiến của anh em. Xin cảm ơn.